ở đâu có được những khuôn mặt búp sen hồng tươi trong nếp khăn ngỏ quả, e ấp trong vành nón khoai lang? Ở đâu có được những liền anh cốt cách thanh lịch như cây trúc ngọc thảo? Giá đời có một đời sau, tôi xin trở lại hát thơ tâm tình. Xuân nay đang về rộn ra khắp thôn quê, làng trên dưới làng bên vui cùng xóm dưới, dưới nắng xuân tung bay cờ diều, mình lắng lòng vào sương tình quê.